chuẩn bị giao đình quân, tất cả các lực lượng về vị trí thực hiện nhiệm vụ. Buổi giao đình quân bắt đầu. Các đồng chí cho xe của 32 vào. Cục cảnh giao nhiệm vụ cho sư đoàn 32, quân chủng và phòng công quân. Các đồng chí nhanh chóng điều đưa